không chỉ được mệnh danh là một ngôi trường xanh sạch đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, mà TDTU còn gây ấn tượng với bất cứ ai đặt chân đến ở đây với một khuôn viên đồ sộ và rộng lớn của mình. Vậy thì để chúng ta không bị lạc ở lá phổi xanh giữa lòng thành phố này, thì hãy cùng mình khám phá TDTU. À không, hãy cùng mình phá đảo TDTU ngay bây giờ nhé. Tòa nhà A là nơi tập trung các đơn vị hành chính quan trọng của trường, phòng thực hành vi tính, hội trường, phòng họp. Tòa nhà B tập hợp các hệ thống phòng mô phỏng thực hành theo đúng mô hình thực tế của doanh nghiệp, giúp sinh viên ra trường nắm bắt ngay được công việc. Hội trường 6B có sức chứa hơn 600 người, là nơi diễn ra các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa sinh viên. Sảnh nối giữa hai tòa AB là khu sinh hoạt tự học của các câu lạc bộ, đội nhóm. Tòa nhà sáng tạo gồm 11 tầng dành riêng phục vụ công tác giảng dạy và học tập ngành mỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật công trình và điện, điện tử. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại từ phòng học lý thuyết đến các phòng mô phỏng thiết kế, sinh viên được thỏa sức sáng tạo nhiều hơn trong môi trường chuyên nghiệp này. Tòa nhà dạy học ngoại ngữ gồm 6 tầng, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, không gian mô phỏng nước ngoài. Môi trường học ngoại ngữ ở mọi vị trí, phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt học thuật các ngoại ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung. Tòa nhà C tập hợp các phòng học thực hành khối ngành kỹ thuật với khu vực thí nghiệm gồm các phòng thí nghiệm chuyên ngành với các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc nghiên cứu và thực hành của sinh viên. Sảnh nối giữa hai tòa AC là khu sinh hoạt tự học của các câu lạc bộ đội nhóm. Tòa nhà giáo dục quốc tế là không gian sinh viên được học tập và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thực tế để phát triển tư duy và những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu. Thư viện được thiết kế theo mô hình không gian học tập trung, gồm khu tự học qua đêm 24/7 và 7 tầng lầu. Tên của mỗi tầng lầu được đặt theo ký tự của từ Inspire. Tầng trệt, Inherence. Lầu 1, Nicest. Lầu 2, Sagacity. Lầu 3, Progress. Lầu 4, Initiative. Lầu 5, Responsibility. Và lầu 6, Excellence. Và đó cũng là tất tần tật về cuộc hành trình khám phá TDTU vừa qua. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn học sinh chúng ta hiểu rõ hơn về TDTU. Và đừng quên, chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ có một cuộc hẹn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đó là ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2024, trường Đại học Tôn Đức Thắng, TDTU Open Day 2024, diễn ra vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2024, từ lúc 8 giờ tới 17 giờ, ở trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7. Nên là hãy nhấp ngay vào nút đăng ký, cùng bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào chúng mình đăng trong thời gian sắp tới, cũng như là những thông tin về ngày hội Open Day 2024. Xin chào và hẹn gặp lại!